Như vậy là tuy tuổi nhỏ hơn Tiết Cương nhưng mà đi chơi xe trước Tiết Cương quý vị. Dạ. Lúc đó anh nhớ là xe mình có 50, 70 thôi. Mà tự nhiên nhập thằng này 110 mà hai thì nữa. Tốc độ nó kinh hoàng luôn. Gọi là xu quả tiễn á. Nhưng mà Thái thì để chữ TH, còn Indo thì để chữ ID. Một kinh nghiệm dành cho chúng ta ha. Máy nhẹ quá. Dạ. Thử trải nghiệm thử. Chạy nhẹ lắm. Bảo đảm hưởng chạy thử sẽ ghiền. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Đầu năm Tiết Cương xin chúc mọi người thật nhiều niềm vui và làm ăn phát tài. Đầu xuân năm nay thì Tiết Cương sẽ mở gì cùng giao lưu với một vị khán giả liên hệ Tiết Cương qua fanpage, nói là Tiết Cương ơi, em có xe hai thì dễ thương lắm. Thì Tiết Cương nghe cảm thấy rất là vui, bởi vì thời gian vừa qua lo những chiếc xe 67, xe cổ mà Tiết Cương cũng quên đi niềm đam mê là xe hai thì của mình. Mời quý vị cùng với Tiết Cương đến giao lưu với anh chàng này ở khu vực Trường Sa Bình Thạnh để xem chiếc xe hai thì của anh ấy như thế nào nhé. Đi thôi. Xin chào khán giả, Tiết Cương đã đến đây là khu vực đường Bờ Kè Hoàng Sa. Và đây Tiết Cương thấy chủ nhân đang đứng đợi Tiết Cương đây rồi. Giao lưu với hai thầy mình cũng phải lấy con xì bo ra đi. Rồi, chào em. Mình đem Bigo vô nha. Tại vì ở ngoài đường nó hơi ồn, mình đem Bigo vô cho nó. Cho anh hỏi là em tên gì? Dạ em tên Toàn chứ. Toàn, năm nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 40. 40 tuổi là cũng khá là lớn tuổi. Tuổi này là 8X phải không? Dạ. 8X là cũng có niềm đam mê với hai thầy rồi. Công việc của em là làm gì? Dạ em làm bên truyền thông. Cũng dạ. Trên truyền thông hả? Dạ. Bên truyền thông em mới biết Tiết Cương. Ủa em có coi kênh của anh không? Dạ có. Có coi kênh hả? Dạ. Và đây là chiếc xe mà em muốn giao lưu với anh đó hả? Dạ. Suzuki Ritan huyền thoại. Ủa trong các loại xe của em là em sưu tầm là em thích hai thầy hay sao? Dạ đúng anh, em mê hai thầy. Mê hai thầy hả? Dạ. Và chiếc xe hai thầy đầu tiên của em là chiếc nào? Dạ, chiếc hai thầy đầu tiên của em là chiếc Xì Bo. À, Xì Bo. Là dạ. Mua lâu chưa? À, lúc cách đây mười mấy năm thì em có một chiếc Xì Bo. Em đi một chiếc Xì Bo, một chiếc N-Sevan. À, dữ rồi. Như vậy là tuy tuổi nhỏ hơn Tiết Cương nhưng mà đi chơi xe trước Tiết Cương quý vị. Cách anh, chiếc Xì Bo của anh đầu tiên là anh mua 2010 á. Dạ. Là trước em hay sao em? Dạ, sao em? Sao? Dạ. Mà lúc đó toàn chơi tới N-Sevan là quá dữ quý vị ơi. Tiết Cương đó đi Xì Bo là đây, chiếc này là anh mua 2010 nè. Dạ. Anh mua xong cái anh chạy có chưa tới 1 năm là anh bán. Dạ. Nó cũng lịch sử lắm. Em bán xong cái anh mua lại nó luôn. Em mới coi cái clip anh đi, đi tìm mua lại. Ừ, đó là cái nhờ lúc đó anh review cái chiếc Xì Bo ngủ quý sảnh 1, 2, 3, 4, 5 á. Dạ. Của ở dưới Kiên Giang, ở dưới An Giang, Yên Lộc, dưới Sa Đéc Đồng Tháp thì có một cái bình luận vô nói là anh Tiết Cương ơi, em đang giữ Xì Bo của anh, cái anh xin số điện thoại cái liên lạc mua lại được á. Yeah. Cũng bầm dập lắm, kỳ công này trở lại rồi. À, gì trở lại đây thưa quý vị, chiếc Sugitan này là huyền thoại một thời ngày xưa, nó là ra trước Xì Bo nha quý vị. Nếu mà nói về dòng hai thì hồi xưa các em không biết đâu, để anh hoài niệm cho em chút xíu là hồi mà khoảng đầu cuối thập niên 80 đầu 90 á, là lúc đó là Việt Nam mình là người ta thường chỉ đi xe là những cái xe từ năm trước 75 để lại như Honda Dam 67, mấy cái Suzuki mà ngày xưa đó. Yeah. Rồi sau đó chút xíu khoảng năm 80 mấy là bắt đầu những cái dòng xe nghĩa địa của Campuchia. Yeah. Là về là như cánh én cối 78, 79, 81, 82 được á. Yeah. Rồi còn dòng xe nhập khẩu là lúc đó chỉ có DD đỏ. Yeah. Đó. Và Rim 1 của Thái Lan. Rồi thì lúc đó mới cái dòng này mới đầu nhập về là một những dòng đầu tiên về hai thì. Yeah. Mà lúc đó em nhớ là xe mình có 50, 70 thôi, mà tự nhiên nhập thằng này 110 mà hai thì nữa, tốc độ nó kinh hoàng luôn, gọi là xu quả tiễn á. Rồi sau này á nó chạy nó máy nó phá quá, hao xăng quá khó,
nó hư quá nó mới gọi là xương nát tan. Xương gít tan sửa thành xương nát tan á. Chứ ngày xưa nó là huyền thoại đó. Chỉ có con nhà mà anh nhớ là lúc đó nó khoảng 4 cây mấy vàng đó. Là chỉ có con nhà giàu mới đi thôi, tại vì cái dòng này nó người ta vừa lựa chọn là ta đi xe rim không à. Tại rim nó ăn chắc mặt bền 5 cây mấy, còn chiếc này là 4 cây mấy nhưng mà chạy là nó mất giá khủng khiếp lắm. Tại vì nó dòng xe quậy mà. Đó, thành ra hồi xưa là Tiết Cương là nằm mơ cũng mới thấy được chiếc guitar như vậy. Rồi như vậy là sau này em mới hoài niệm chơi lại chiếc này phải không? Chiếc này em cũng mới sưu tầm hay sưu tầm lâu rồi? Dạ xe này em mới thôi. Mới sưu tầm hả? Dạ. Bây giờ nhiều người cũng bắt đầu quay lại sưu tầm lại dòng sưu guitar này đi á. Nó không có con, nó nhẹ nhàng, có thể nghe điện thoại được và chạy uống cà phê rất là nhẹ nhàng. Còn xì bo thì con kiết đồ vô nghe điện thoại tắt máy đồ giật cắm đầu à, guitar đi nhẹ nhàng. Và đặc biệt cái là có đề như vậy rất là tiện, có là đề. Thì guitar này lúc mới nhập qua Việt Nam thì nó có hai dòng, một dòng của Thái Lan và dòng của Indo. Chiếc này là của Indo của Thái em? Dạ của Indo anh cơ. À này của Indo. Dạ. Thì đều là của hãng Suzuki mà khác nước sản xuất. Ủa cái cách phân biệt giữa Indo và Thái thì mình phân biệt từ chỗ nào em? À, theo em biết thì 1-2 điểm thôi thì ở đây thì nếu mà Thái thì để chữ TH, còn Indo thì để chữ ID. Dạ. Một kinh nghiệm dành cho chúng ta ha. Để phân biệt xe Indo là Indo có chữ chữ Y, chữ D là Indo, còn Thái là TH là Thái Lan hả? Dạ. Hay hay. Thì tùy theo đời quý vị, có những đời guitar bô thẳng, có đời bô dắt. Nhưng mà Tiết Cương nhớ là anh nhớ lúc mới ra là bô thẳng. Dạ. Bô dắt là sau này là khoảng năm 93-94 á. Dạ. mới bắt đầu nó mới có bô dắt, còn năm mà 89-90 á là bô thẳng. Dạ. Và guitar anh nhớ là đầu tiên nó mới ra là nó có màu trắng. Màu trắng. Là hàng Thái á, nhập về đầu tiên á. Trời ơi, lúc đó mê lắm. Đang hồi đó đang học quý vị biết rồi, cái tuổi mà khoảng cấp 3 quý vị. Mà thấy dòng xe này lúc đang cái tuổi mê xe mà mê lắm. Mà ở Long An đợt xưa có một người mua, thằng em nó mua về, nó biết sao không chạy ké. Chạy ké gì, mời thánh thần luôn á, đã lắm. Cái guitar này có cái hay đó là mình có thể gắn gỗ được đó nha. Dạ. Cái ốc này mình chế rổ được nha quý vị. Dạ. Cái trước này chế gỗ được. Chắc có lẽ là bắt từ cái ba ga. Dạ. Từ cái ba ga ra. Và mình sẽ gắn cái gỗ vô ba ga giống như cái rim á, như xe rim á. Ở xì bo thì không có gắn gỗ được, nó không có ốc, không có ốc yếu. Thì Tiết Cương đã thấy có xì bo chế rổ rồi, nhưng mà hình như là xì bo đời đầu á của Sachi anh. Sachi á, của rồi. Indo á. Sachi là cái đầu dẹp á hả, là dạ, chế dạ, rổ được phải không? Dạ đúng rồi, nó có do cái mặt nạ của nó phải không? Dạ mặt nạ có mặt nạ ốc. Của nó có ốc đây nữa vậy, cái mặt nạ đời đầu á. Xe thêm cái xe bên Indo hình như là nó có cái biển số phía trước á, cho nên lúc nào có 2 badge. À đúng rồi. Dạ. Như toàn chia sẻ đúng vậy. Như vậy là từ cái badge của bản số trước, giống như mấy chiếc tay ga mới bây giờ của Indo, chiếc gì quên mất tiêu rồi, Vairo nó có. Dạ. Bản số trước như vậy là chúng ta có thể chế cái rổ được, còn của này xem này mã lai không có gỗ. Thì Tiết Cương thấy là xe của guitar của Indo hay Thái thì ngoại hình nó giống y chang nhau quý vị ơi. Chất lượng thì tùy cảm nhận, có người nói xe Thái chạy ngon hơn, nhưng mà Tiết Cương nghĩ cũng chất lượng cũng tương đương à, cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Bây giờ thì người Việt mình thì chuộng Thái, giống như Vairo của Thái thì mắc hơn, clip Thái mắc hơn Vairo Indo vậy đó, còn chất lượng thì cũng mơ hồ lắm, nói chung tùy cảm nhận của mỗi người. Đây quý vị nhìn thấy không, cái dáng hình dáng guitar rất là thon gọn. Kiến á, cái thiết kế nó hơi vuông như vậy quý vị thấy không nè, đường nét nè, thiết kế nè, đèn vuông nè, đít vuông nè, đầu đèn nè vuông,
nó đèn nén nó sắc cạnh, cho nên kính của nó cũng phải là kính vuông luôn. Còn xì bo thì nó có cái nét gì nó hơi bầu bầu một chút. Lấy cái nón ra, cái nét nó hơi bầu bầu một chút, thành ra cái kiến nó cũng bầu, nó không có vuông được như của Titan. Thì Titan do những ra thế hệ đầu tiên ngày xưa là nó không có thắng đĩa như vậy, nó thắng đầm. Máy là máy thiết kế là máy ngang như vậy, chứ không phải máy đứng như nghiêng khoảng 35 độ như của xì bo. Máy ngang nó giống như da SS vậy đó. Thì cái guitar này xong rồi nó mới tới thằng Su Royan. Dạ. Su Royan xong rồi mới tới Su xì bo một càng, rồi mới tới là Su xì bo hai càng. Nếu vậy là tính ra là ông Su guitar này là anh hai của xì bo như quý vị. Tại ông này xì bo này tới 99 ổng. Ông này 99 mà ông này khoảng ra trước khoảng 93 bô dắt. Còn bô thẳng là 89-90 là đã có rồi. Như vậy là đây là đàn anh, đây là đàn em như quý vị. Bây giờ thì hoài niệm một chút, rồi bây giờ thì Tiết Cương sẽ trải nghiệm chiếc xe này, tại vì lâu lắm rồi cũng không có đi sưu Titan. Bây giờ nhiều người sưu tầm lắm nha quý vị, tại vì giá nó vừa phải, xì bo thì mắc quá, độ lên hàng mấy trăm. Còn cái ông này thì vừa phải, đi nhẹ nhàng, hoài niệm cà phê là hết bài luôn. Có cái hay, nó có đèn báo số nữa quý vị. Đây đèn báo số nè, đó 1 2 3 4 biết luôn, như mấy quay đồ mới vậy đó. Khỏi có con còn xì bo chạy là chỉ có mo với tốp thôi. Máy nhẹ vậy? Dạ. Cái này chắc mới làm máy lại hay sao? Dạ, mới làm máy lại. Làm ở đâu? Dạ em làm ở anh Minh với Long An luôn. À dạ. Ủa Minh Long An chỗ thằng em của anh review hả? Dạ dạ đúng. À, như vậy là đây là chắc là coi kênh Tiết Cương thường xuyên quá không hay không biết luôn. Máy nhẹ quá. Dạ. Thử trải nghiệm thử. Chạy nhẹ lắm. Bảo đảm thử chạy thử sẽ ghiền. Thử sẽ đề máy. Nhẹ nhàng không thử? Chạy thử đi. Nhẹ lắm. Sao cho nghiệp hưởng trải nghiệm thử xuống guitar thì thấy sao? Nhẹ thiệt. Nhẹ ha. Cái xác xe. Cái xác xe cũng nhẹ mà cái máy cũng nhẹ nữa. Rồi, chiếc này chắc Ngọc hưởng gì khi Đức Cương mua chiếc cho Ngọc hưởng chạy quá. Nhẹ hả thử? Nhẹ. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nữa đúng rồi, xe rất là nhẹ. Mà nó lùn. Ừ. Chân em tới luôn. Tới không? Tao chống lại coi. Trời, đi sang luôn. Rồi, thì là tưởng hôm nay có thêm một trải nghiệm Suzuki Titan rất là dễ thương. Có mượn toàn về trải nghiệm thử. Hả? Thôi thôi, trời. Chắc chết tôi luôn. Thưa quý vị, vậy là qua phần trải nghiệm chiếc Suzuki Titan hoài niệm một thời thì Ngọc Thưởng rất là mê, bởi vì chạy rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Và thật sự bây giờ Su Titan giờ nó còn hiếm hơn hơn xì bo nữa nha quý vị. Tại vì giống như ngày xưa chạy quá quậy quá, thời đó nát ráo rồi, nát tan ráo rồi, thành ra giống như là giờ gần như tuyệt chủng rồi. Và bây giờ có một chiếc hoài niệm thì rất là dễ thương. Ủa mà cho anh hỏi em mê hay thị về là ngoài chiếc guitar này em còn xe gì không? Dạ em còn chiếc xì bo nữa. Còn xì bo nữa. Xì bo đâu lại vô luôn luôn? Dạ xì bo em đang gửi anh Minh ở Long An, anh làm
dọn lại cho em. Dạ em dọn. À dạ. Vậy là chiếc xì bo, có chiếc xì bo nữa quý vị mà đem về Long An dọn như vậy là hôm nào khi mà có đem lên rồi nhắn anh qua, anh em mình giao lưu tiếp ha. Dạ, khi nào xe gửi lên em báo anh Cương liền. Rồi thưa quý vị, vậy là hôm nay thì chúng ta được dịp hoài niệm với chiếc Sugita ngày xưa, huyền thoại, rất là nhiều ký ức của những lứa 7X và 8X đời đầu. Cảm ơn bạn Toàn đã chia sẻ giao lưu với tức dành thời gian, và chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại phần sau với chiếc xì bo của bạn Toàn, xem có điều gì độc đáo đặc biệt nằm ở phía sau nhé. Xin chào.